gửi lại cái mail xem là cái thời gian ở trong cơ sở dữ liệu nó khớp với cái thời gian của chúng ta không. Rồi tôi chạy lại nhá. Chạy lại cái đường dẫn này. Xong chưa? Error invalid token. Thì chúng ta vào đây chúng ta reload lại, chúng ta sẽ thấy cái phần này nó mất đi. Thì đấy là để xóa những cái không có cái gọi là cái gì nhỉ? Tôi chết rồi, kịch nhập. Nó không có cái ID. Tôi sẽ gửi lại. Gửi đi. Xong đấy, gửi xong đấy. Đây là yêu cầu cấp lại mật khẩu này. Được chưa? Bây giờ kích vào đây thì nó sẽ ra cái view, nó sẽ ra cái lỗi lúc nãy là báo là đây chúng ta sẽ nhìn thấy của tôi nó reload và nó thêm vào ngày 3 tháng 12 đúng không? Giờ server của tôi bị lệch so với cái giờ thực tế. Kệ nó thôi. Nhưng có đúng ngày hôm nay không? Đúng chưa? Thế vậy thì không thể nào mà quá 24 giờ được. Đúng không? Được chưa? Rồi. Sau đó bây giờ chúng ta sẽ tạo ra cái view là reset password. Như này đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái view như vậy. Reset này. View này. Auth này. Tạo một cái file mới tên là resetpassword.blade.php. Thì ở đây tôi sẽ dùng cái form cùi bắp kiểu dạng bình thường như này thôi. Tôi sẽ gửi đến cái route. Route là auth.reset -pwd. Method là post. Trong này chúng ta sẽ có một cái div, tôi viết bậy viết bạ vào đây cho nó cái này form này của tôi sẽ làm nó xấu xấu một tí, còn các bạn sẽ tự thêm style vào cho mình nhá. Ở đây tôi sẽ có một cái new password, mật khẩu mới đi, phần new password có thể là input text, input password, name password tiếp theo một cái div nữa là confirm password. Đây tôi để là cf password. Đi cuối cùng tôi để cái button thằng submit, đây là save submit nữa. Được chưa? Xong chưa? Tạm thời cứ để này, chúng ta bỏ cái việc vài đấy từ phía sau nhé. Tạm thời cứ dùng cái này đã.
Xong form chưa? Bây giờ kích vào đây nó sẽ ra cái form. Ôi giời ơi, odd around odd. Ở đây cái odd reset password chúng ta chưa có cái round này, sẽ bị lỗi ở cái view. Đây cái odd này, odd reset password này, nó sẽ bị lỗi cái view. Cho nên là chúng ta sẽ thêm một cái view nữa vào đây, một cái round nữa vào đây. Round odd. Đây là odd to reset password function chúng ta. Trên đây chúng ta sẽ nhận là request, biến request chọn cái name bằng odd reset password, đây dd ra request chọn cái own như này cho nó có cái round mà. Được chưa? Reload trang. Giờ sẽ có cái này. Password đúng không? Đấy. Xong rồi, bây giờ việc còn lại là chúng ta nhét thêm một cái input hidden đây. Input hidden đây name là token value, chúng ta sẽ phải có một cái biến token vào đây. Token. Tất nhiên là không thể thiếu được cái CSRF field ở đây. CSRF field. Và ở trong cái round kia chúng ta phải truyền cái biến token này ra ngoài này. Lúc làm chúng ta đổi được password đó nha. Được chưa? Reload lại, không có vấn đề gì xảy ra. Chúng ta đổi pass mới này. Đây là thiện TH1234. Submit lên. Lên rồi đúng không? Đây là cái token.
Đây là password cũ, password mới. Xong chưa? Xem có được không? Giờ đã xong chưa? Việc còn lại của chúng ta là gì? Các bạn check xem đã ra được cái này chưa? Password cũ, password mới. Rồi, password mới chứ không password cũ. Token này, gạch dưới token và cái biến token. Cái này là cái token do Laravel sinh ra. Và cái token này là cái token ở trong password reset của mình. Xong rồi giờ thì sao? Chúng ta lại copy lại cái mớ này. Lại copy lại cái mớ này. Password reset bằng password reset where token bằng request chọn đến token. Request chọn đến token. Lấy ra first. Nếu mà không tìm đến password reset thì error invalid token này. That day bằng carbon. Create form format cái gì đấy. Now deep. Nếu mà date deep lớn hơn 24 thì chúng ta xóa này đi và báo là có lỗi. Còn nếu mà không quá 24 giờ thì chúng ta làm sao? Có cái biến user bằng, để tôi use thêm ở trên này. Sao xa nhỉ? Đây, use app user. Đấy, app user. Sau đó ở phía dưới này tôi sẽ có là user 2.2. where email bằng với cái biến request ở đâu, biến password reset này, biến password reset này cho đến email, lấy ra first, sau đó cái user này nó sẽ cho đến password bằng hash make, cái biến là request cho đến password, sau đó là user cho đến save. Rồi thì chúng ta sẽ return đặt, thế là xong. Tí nữa chúng ta chia lại cái phần compare cái thời gian này thành cái hàm để dùng đi dùng lại cho nó nhanh đỡ mệt. Thì bây giờ chúng ta sẽ thử lại xem đã đổi được chưa. Đây chúng ta nhìn cái password này nhé. Password ở trong user này. Reload lại. Đây. Đến tôi copy luôn. Copy luôn. Để tí nữa chúng ta thay đổi nó xem là còn tìm được cái này không. Ví dụ như tôi Ctrl F. Tìm như này sẽ ra đúng không? Bây giờ tôi sẽ tiến hành reload lại cái này. Đặt. Bây giờ tôi lại Ctrl F. Tôi reload lại. Các bạn nhìn thấy nó không còn nữa. Tức là password của chúng ta đã được cập nhật thêm vào đây rồi. Bây giờ tôi sẽ đăng nhập bằng cái password mới. CP login. Thiện TH1234. Xong. Password mới. Được chưa? Đấy là cái cách chúng ta sẽ thay đổi password logout ra ngoài. Bây giờ tôi sẽ đẩy code lên nhá, xem các bạn còn có cái phần nào chưa làm được thì ới tôi sẽ xuống tôi giúp. Smart key. Xong rồi đấy. Code lên rồi, các bạn thử copy về xem là có vấn đề gì không. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Sợ là 2020 IMD AMS. Nó lại của tôi mà. Cái điều gì đâu?
Lúc rồi được ba chưa? Rồi được ba chưa?
Chưa gửi mail. Thằng này ra xem có mệt đâu.
bị con tung, xe hố nó anh em. Tôi lo lắng cho tôi con tung, nó có một đám tung. Dài lắm chưa? Cái đường trong cái hàng là đầy một cái trong cái sơ. Tất nhiên nó vẫn bị đau. Không, chưa xử lý. Phải tự nghĩ mà xử lý chứ còn sao nữa, tôi chỉ cho con cái cây chín thôi. Chứ sức đâu mà ngồi mà tìm hết cây, không hết cả ngày. Thì thầy tâm xuống đấy. Hả? Thì thả cân nhau thầy. Có thể biết thầy. Không qua trong này nữa. Do máy, do môi trường. Lại không đủ được. Thank you.
không chống được thu thử. Rồi, chúng ta sang phần đấy là cái phần phần user phần đổi mật khẩu nhá, code tôi đẩy lên rồi. Đây chúng ta thử phần khác, một sang một cái chức năng khác, đó là cái phần chúng ta tiến hành là gì đó bây giờ. Các bạn định muốn làm gì bây giờ? Thêm tài khoản nhá. Thêm tài khoản. Hả? Cái tài khoản thì có nhau gửi nhau con tin. Cái đấy có gì khó? Cái đấy có gì khó? Tức là cần confirm gì lại gửi mail cho mấy đứa lại không gửi được, nó lại không làm được. Ok, tôi sẽ nói qua cái confirm email cho các bạn nhé, xem làm như nào nhé. Table này, user này, đây. Ví dụ như thế này, chúng ta đang có bảng user như sau. User gồm các cái ID này, name này, email này, password này, gì nữa nhỉ? Remember token đúng không? Create address, update address, được chưa? Nó còn này phim. Bây giờ chúng ta sẽ có khi mà chúng ta tiến hành tạo ra và chúng ta muốn khi mà tạo ra cần có phương hoặc là tạo tài khoản đăng ký xong cần có phương thì chúng ta sẽ cần thêm hai cột nữa. Một cột là status. Chúng ta để cái cột status này cột int có link chữ hai kiểu dữ liệu là 1 và 0. Trạng thái 0 là delete, trạng thái 0 là inactive. Nhớ, trạng thái 1 là active rồi. Hoặc là chúng ta lưu như này cho dễ này, lưu là trừ một và không hoặc null thì đều đi nhau cả. Cứ cái nào ra là trừ một thì chúng ta để nó là trạng thái inactive. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ có thêm một cái thêm nữa là token. Active token. Đây là ba trang. Đến đây đã xong chưa? Cái active token này thì chúng ta nếu mà thích verify được 24 giờ cũng được. Mà thực ra khi người ta tạo ra rồi, người ta tiến hành để đấy cũng chẳng sao. Chúng ta hoàn toàn có thể active sau. Được chưa? Hoàn toàn bình thường, chuyện này hoàn toàn bình thường. Đến đây nghĩ ra cách làm này. Khi đăng ký mới, pin hết tất cả những thông số này. Chuyển cái status của nó sang trừ 1. Tiếp theo là tạo ra một token mới, gửi email cho. Khi mà kèm cái link giống như kiểu chúng ta forward password. Sau đó khi mà mình kích vào link, chúng ta sẽ có cái active token này. Xem nó tồn tại hay chưa. Nếu mà có tồn tại thì ra chuyển cái status dựa vào cái active token này, chúng ta lấy được email và lấy được cái đối tượng user như thế nào rồi đúng không? Chúng ta sẽ chuyển cái status này từ trừ 1 về 0 là xong. Được chưa? Thì cái này về các bạn tự làm đấy nhá. Mình sẽ chỉ hướng dẫn các bạn tạo tài khoản thôi. Tạo tài khoản có khó không? Để tạo tài khoản các bạn sẽ làm những bước gì để tạo ra một cái user? Này. Tạo tài khoản gì? Tạo tài khoản. Tất cả đấy mà. Chúng ta sẽ tiến hành là tạo ra một cái đường dẫn để cho admin kích vào đấy để vào ra màn hình đã đăng nhập vào màn hình tạo tài khoản nhé. Xong lại có name, email, password, rồi thì confirm password, hết chưa nhỉ? Hết rồi. Avatar nếu thích, rồi thì save và cancel. Xong chưa? Nếu thích thì phân quyền cho họ nữa. Họ có role A, role B, role C. Thế xong. Được chưa? Thế thôi. Hết phim. Nếu mà cần thiết nữa thì chúng ta dựa vào cái email của họ để chúng ta gửi cái email đi là xong.
đấy là cái việc chúng ta tiến hành là tạo tài khoản cũng như là tạo tài khoản hoặc là confirm cái tài khoản của chúng ta. Chúng ta có chức năng nữa, đó là cái chức năng về cập nhật thông tin tài khoản. Thì cái này nó cũng không khó, cái này hay gọi là rất dễ rồi. Cập nhật thông tin tài khoản thì sao? Hiển thị ra cái name của nó sao? Không khác gì cập nhật cái danh mục hiển thị name này. Thực ra chúng ta chỉ đổi name thôi, chúng ta chẳng đổi gì hơn cả. Ở đây chúng ta chẳng có cái gì để đổi, à avatar nữa. Đổi avatar, xếp xuống xong. Và hãy nhớ luôn một điều là chúng ta tách ra cái việc là change password. Change password tách ra hoàn toàn so với cái việc là chúng ta cập nhật thông tin tài khoản. Ở đây, được chưa? Làm các bạn làm thử thôi, cái màn hình này. Thay đổi thông tin, thay đổi thông tin người dùng, thử xem các bạn có tự làm không. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn đăng nhập vào nhá, đăng nhập vào đây rồi. Đây các bạn đăng nhập vào đây rồi này. Các bạn bấm vào My Profile, các bạn config cái phần này để khi mà bấm nó chuyển sang cái link, chuyển sang cái link là admin sượt My Profile. Thì nó sẽ hiển thị ra cái màn hình để chúng ta thay đổi thông tin của người đăng nhập hiện tại. Làm luôn. Làm sao ạ? Cái gì không nhập được là sao? Hiện profile ạ. Không nhập được đấy ạ. Thay đổi password đấy ạ. Thử lại cái này nhé. Tiếp đây. Về tin được cái trường nào ạ? Úi giời. Expiring token nào? Có token view cho cái này chưa? Em đã chạy được. Được nhận cái này, đây ạ. Đây không? Hãy đón lúc in. Em vừa đổi xong đó, được rồi mà. Tại sao lại chạy lâu lâu rồi. Thank you.
làm một phần đổi profile trước nhé. Chloe không có à? Restart, chọn restart, làm gì à? Không thích được, không di chuyển được. Bao giờ đi mua máy mới bảo Dũng đưa đi. Tôi nghĩ ông sẽ biết nhiều về máy móc. Video đi không chúng nó lại chửi tôi.